mai phải bắt. Mình có số 254.070. Mời bạn nhận xét. Mình cứ mời. Mình có cùng đáp án với bạn. Bạn nào có cùng đáp án với bạn? Đã có trả lời chính xác. Một chục và năm đơn vị.
Nếu bạn đặt yêu cầu nêu giá trị của từng chữ số. Cảm ơn Minh. Chúng ta sẽ suy nghĩ và hoàn thành phiếu bài tập này trong khoảng thời gian là 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chữ số 4 ở hàng nghìn nên có giá trị là 4.000 chứ không phải 400. À, mình hiểu rồi. Để mình sửa lại. Chúng ta vừa chia sẻ bài làm với bạn. Bây giờ để kiểm tra lại bài làm của mình thì cô sẽ tổ chức cho các em chơi một trò chơi, đó là trò chơi đố bạn. Luật chơi như sau: một bạn sẽ hô đố bạn, đố bạn. Cả lớp sẽ hỏi một bạn sẽ đố một giá trị của một chữ số bất kỳ trong số 234.139.
hãy đọc thầm yêu cầu phiếu bài tập số 3 và cho cô biết phiếu bài tập yêu cầu chúng ta làm gì. Mời Hiếu. Cô coi trên từ bài A có 942.367 có những số chín đó hàng trăm nghìn là đúng. B có 942.367 có những số bốn hoa hàng trăm là sai. Mình mời bạn chứ. Mình có cùng đáp án với lại, nhưng cho mình hỏi những số bốn trong số 942.367 nằm ở hàng nào mới đúng? Theo mình thì số bốn nằm ở cảm ơn bạn. Một câu trả lời chính xác, xin chúc mừng các em. Câu số 2, câu hỏi Phúc. Cô em xin trình bày bạn Hà nói số 650.367 gồm 65.367 đơn vị là đúng. Bạn Linh bảo số 650.367 gồm 65.367 đơn vị là sai. Mình mời bạn nhận xét ý. Mình có cùng đáp án với bạn, nhưng cho mình hỏi bạn Hà nói vì sao bạn Hà nói số 650.367 gồm 65.367 đơn vị là đúng? Theo mình, 65.000 gồm 600.000, 50.000, 67 đơn vị gồm 67 đơn vị. Mình cảm ơn bạn. Bạn nào có cùng đáp án các bạn? Đáp án chính xác, xin chúc mừng các em. Câu số 3, bạn nào xuống không? Cô Mỹ Thư.